Thưa quý vị, trước khi bàn về tẩy não và các phương pháp giải tẩy não, chúng ta hãy cùng ngắm lại chân dung dư luận viên qua góc nhìn của Facebooker Nguyễn Đức Hiền. Facebooker Nguyễn Đức Hiền viết như thế này, dư luận viên à, tìm ra bọn này dễ ợt, nhất là trong các group về chính trị hoặc những cái trang Facebook phản biện. Đó là đa số Facebook dư luận viên á, ẩn danh toàn hình ảnh cờ đỏ dấu hiệu để nhận dạng đó hoa lá cành hay trò chơi game hoặc là share những cái thứ vớ va vớ vẩn mà không hề có bình luận gì mỗi tên có thể có vài chục đến vài trăm cái nick thêm vào đó định kỳ chúng đổi tên facebook để người ngoài cứ tưởng là chúng đông đảo nhưng mà kỳ thực thì không phải vậy kế tới ngôn từ rất là quen thuộc ba que này đu càng này color the mờ này phản động này lưu vong này chửi những người khác chính kiến là bám theo mẻo dù họ đang ở Việt Nam và cũng không hề nhận được xu nào từ bọn mẻo. Và cái đặc điểm thứ ba để nhận dạng đó, nguồn gốc dư luận viên có từ đảng 50 xu bên Tàu rồi, rồi mới du nhập về Việt Nam. Mỗi câu còm của chúng đều được trả tiền, mà ở Việt Nam là 10.000 cho mỗi câu còm, tương đương với một gói xôi sáng. Cho nên quý vị đừng có dư hơi mà tranh luận, vì chúng lên mạng là để bảo vệ kẻ thuê mướn. Bọn này thì không cần lý lẽ. Nếu quý vị tranh cãi là vô tình tạo công an việc làm tăng thêm thu nhập cho chúng. Và thứ tư, chúng ta hãy phân nhóm nhé. Nhóm dư luận viên dân sự đó, đứng đầu là trùm sò tuyên giáo Võ Văn Thưởng. Còn nhóm AK47 đó, đứng đầu là anh thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tổng cục chính trị. Điều nực cười là tuy anh nghĩa huy động lực lượng chửi mỹ nhưng con gái anh thì cũng từng du học ở mỹ trở về đối với cái bọn này đảng chỉ lợi dụng theo mùa vụ chứ không hề vinh danh dù chúng ngày đêm hung hăng bảo vệ đảng những cái tên một thời đình đám trong làng dư luận viên như là keyboard thì xuất thang đi bán nhật lệ thì đi xuất khẩu lao động bên nhật quang lùn thì cà lơ phất phơ chỉ có tên bảo lửa núp lùm viết bài là được bố trí cho một chân chạy lon ton ở tuyên giáo. Lẽ ra đảng nên ưu ái mà cho chúng một danh phận như là danh hiệu dư luận viên ưu tú, à, dư luận viên nhân dân, huy chương người gác cổng vĩ đại của đảng vân vân Nhưng mà không, xài xong là đảng vứt à. Và hãy cùng xem xu hướng tiến hóa của dư luận viên nhé. Thường á, thì dư luận viên sau khi cái lòng nhiệt tình đã tắt rồi tỉnh ngộ ra rồi đó thì dư luận viên cũng diễn biến một cách thầm lặng còn ở cái chiều ngược lại thì sao hả quý vị không rất hiếm rất hiếm khi có cánh dân chủ diễn biến ngược thành bò đỏ trừ những cái kẻ mà cố tình bưng tay bịt mắt để kiếm ăn từ đảng thôi tại sao lại có cái hiện tượng như vậy hả quý vị Chúng ta hãy tìm hiểu uh, Vì sao dư luận viên lại là một cái lực lượng uh, Đặc biệt đến như vậy Khó có thể giải thích được Ngoài cái chuyện chén cơm manh áo 10.000 đồng cho một cái còm Bằng một gói xôi sáng Ngoài cái chuyện chén cơm manh áo như vậy Nhưng mà ví dụ như có những bạn uh, Lớn tiếng bảo rằng là uh, Vì cái lòng nhiệt thành Uh, trung thành với đảng với tổ quốc mà họ làm những cái công việc như vậy chứ không hề vì vì một gói xôi sáng nào cả. Thì như vậy chúng ta hãy tìm hiểu về việc tẩy não họ đã bị tẩy não như thế nào và có thể giải tẩy não cho họ được hay không. Hay nói nôm na là giải độc cộng sản đó. Xin mời quý vị theo dõi tiếp trong phần chính luận bàn về tẩy não và các phương pháp giải tẩy não.